Rõ ràng là Q&A của tôi nhưng đa số câu hỏi tôi nhận được là về chị nhà là như thế nào nhỉ? Tôi tổn thương đấy. Thôi, có người hỏi thì có người trả lời. Tôi gọi chương mục này là kể chuyện ngày mình xa nhau. Và hôm nay là cách tôi gặp cô ấy. Đấy là năm tôi lớp 7. Cũng là năm mà ba tôi mất. Ba mất trong một chuyến công tác xa nhà, bỏ lại ba mẹ con tôi. Cuộc sống mà, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng vẫn phải sống tiếp thôi. Sau khi ba mất thì mọi gánh nặng về gia đình, về kinh tế đã hết lên vai mẹ tôi. Cũng vì thế mà mẹ chẳng có thời gian dành cho tôi nữa. Tôi không trách mẹ hay gì nhá, vì mẹ đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình rồi. Tốt đến mức mà nhà tôi thuộc dạng khá giả hoi. Lúc ấy thì tôi chỉ cố gắng hết sức để không làm phiền mẹ thôi. Tôi tự giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống của mình, làm mọi cách để mình không thành gánh nặng cho mẹ. Khi người thân của chúng ta mất đi ấy, đau lần một là trong đám tang của họ, nhưng sẽ còn đau nhiều lần nữa khi bạn nhận ra rằng mọi hoạt động trước đây bạn hay làm cùng người đó thì nay bạn phải làm một mình. Bữa cơm gia đình lại chỉ có một người. Gặp bài tập khó cũng chẳng có ai để hỏi như trước nữa. Đấy là lúc mà tôi thấm thía được cô đơn là như thế nào. Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay. Rồi tôi tìm đến sách và game để quên đi nỗi buồn. Tôi đọc rất nhiều, chơi game cũng rất nhiều. Có lẽ tôi ham mê hai thứ đó đến vậy là vì lúc ấy tôi quá chán nản với cuộc sống hiện tại. Và hai thứ ấy cho tôi cơ hội để được sống một cuộc sống khác chứ. Có lẽ một cuộc sống giữa những trang sách, trong những trò chơi, một cuộc sống không có sự cô đơn ở hiện tại là một ước mơ không thể với tới của tôi lúc bấy giờ. Nhưng sau cùng thì sách hay là game cũng chỉ là những thứ vô tri vô giác thôi. Đến một lúc nào đó tôi không tìm được sự chia sẻ trong chúng nữa. Đó là lúc mà cô ấy xuất hiện trong đời tôi. Tôi nhớ như in hôm đó là một buổi chiều thu năm tôi lớp 8. Bạn bè rủ tôi đi đá bóng. Buổi hôm đó là lần đầu tiên tôi được sút phạt penalty. Tất nhiên là sút trượt. Và quả bóng bay trúng đầu một bạn nữ đang đi dạo qua ngõ. Tôi đơ ra một lúc rồi chạy đến xin lỗi. Nhưng mà chạy đến nơi thì bạn đã sẵn sàng cầm quả bóng và sút mặt tôi rồi. Tôi nhớ rõ là cú sút mạnh đến mức mà nó biến tầm nhìn của tôi thành một màu xanh dương luôn. Mũi tôi tím bầm lại vì tụ máu. Tôi tưởng tôi chết rồi cơ. Tôi nhanh chóng được sơ cứu ở nhà bạn và kết quả là tôi có một cái băng gạc to tướng ở trên mũi. Tối hôm đấy tôi lên Bixi Lê Hồng Phong để mua đồ thì đập vào mắt tôi ở gian hàng bánh là một cô gái có mái tóc đen dài gợn sóng với đôi mắt nâu mở to ra khi nhìn thấy tôi. Tôi không nhớ chính xác cuộc trò chuyện diễn ra như thế nào. Chỉ nhớ nó kết thúc bằng việc chúng tôi góp tiền mua mấy cái bánh su kem rồi ra cửa Bixi ngồi ăn thôi. Đã bao lâu rồi tôi chưa ngồi ăn cùng một ai đó nhỉ? Hai đứa bắt đầu nói chuyện, giới thiệu về bản thân cho nhau. Cô ấy bằng tuổi tôi, tên sẽ giấu kín. Giống như tôi thì ba cô ấy mất sớm. Tôi vẫn nhớ là hai đứa đã rơi vào im lặng, bối rối khi biết hoàn cảnh hai đứa giống nhau. Lúc ấy tôi chợt nhớ ra một câu thơ của Nguyễn Bính. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi cách nhau một dậu mồng tơi xanh dờn. Hai người sống giữa cô đơn dường như nàng có nỗi buồn giống tôi. Bọn tôi dần thoải mái hơn, bắt đầu kể nhau nghe về những cảm xúc, trải nghiệm của bản thân. Có gì buồn là nói hết. Tối hôm ấy hai con người xa lạ không biết bao lần dựa vào vai nhau mà khóc. Chưa bao giờ tôi nhẹ lòng đến thế cả. Hay như cách cô ấy miêu tả lại là em và anh gặp nhau như hai nỗi buồn gặp nhau vậy. Âm với âm thì thành dương, chả phải toán học dạy thế hay sao? Hai nỗi buồn gộp lại thành một niềm vui. Bọn tôi dần liên lạc với nhau nhiều hơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chúng tôi dần thành một cặp, vậy thôi. Đến tận bây giờ tôi đạt được nhiều thứ để tự hào lắm. Nhưng tự hào nhất vẫn là có được cô ấy. Mỗi tội là nhiều khi tôi vẫn tự hỏi bản thân là cô gái năm xưa tôi từng theo đuổi đâu rồi. Em của ngày xưa chết.